Đây đây các bác, em tìm được cái mà em thấy giới thiệu trên mạng này này. Cái bàn phím này này. Đó. À, nhìn đã lắm. Đó. Chức năng này rất quan trọng cho anh em chơi gaming. Edward này. Edward Đây gaming là nha. LED luôn, tăng chức năng ánh sáng của LED đi. Rất đẹp Đó, đúng các không? bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Rồi. Đây, đây em sẽ cho các bác xem mấy cái nữa. Đây này. Vẫn là cái đấy. Đây này, ui trời đẹp quá trời luôn nha, các nhìn này. Quá kinh khủng luôn. Ồ đẹp thế. À. Quá tuyệt vời. À. Thôi, em quyết định mạo hiểm đặt con này về cái xem thế nào. Rồi, em đã đặt hàng nó về đây rồi. Đây các bác có thể thấy này. Đây. 350k này. Đấy, Edward này gaming nhé. Các bác có thể thấy này. Xem có đúng cái địa chỉ ở ở trên trên Facebook không nhá. Đó. Thế đây các bác có thể nhìn thấy cái bao bì phía ngoài này. Đây các bác nhìn thấy không? Nó hình dạng khác. Đấy. Phía ngoài thì dạng như thế. Không biết có bị lường không các bạn. Nghe có vẻ hơi nguy hiểm, có cái như thế nào. Đóng gói thì rất là chắc chắn, rất là cẩn thận, rất là tuyệt vời, nhưng mà thấy cái hình dạng bên ngoài có vẻ à đây ở chỗ này thì lại giống này, có cần biết được các bạn mua hàng online mà chắc cũng nhiều bác rất bị lừa rồi, em thì cũng bị lừa rất nhiều lần rồi, nhưng mà thấy cái này đã đẹp quá, mạo hiểm phát. Này. Rồi, hết rồi. Đấy các bác nhìn thấy này. Đây này. Đấy. Đấy, cái bộ bao bì đấy. Cái này thì đúng này. Cái này thì có vẻ đúng này. Ôi giời, nhưng mà các bác nhìn thấy này. Nó có giống như quảng cáo đấy đâu. Nhìn cái bề ngoài ấy. Trời ơi, không biết là như nào đây. Bọc ra xem thế nào. Em ạ luôn. Đây các bác, đây là cái bàn phím. Thôi rồi, em không biết nói gì nữa, không biết nói một câu nào nữa, tôi chịu rồi. Đây là cái bàn phím hết rồi, không có gì cả. Đây, đây là cái bàn phím các bạn, để em quay gần để cho các bác xem tí nhé. Em đang đang là cạn lời rồi, em không biết nói cái năng cái gì nữa. À. Cạn nặng lời luôn đấy, nhưng mà cạn lời nữa. Đây, đây các bác, đây là cái bàn phím em nhận được đây. Đây. Cho nhìn cái này này. Nó lởm vãi xít luôn đấy chứ không phải vừa đâu. Đây là cái mặt sau của nó đây. Mặt sau của nó này. Đó. Không có cái để gạt lên luôn. Chả có cái gì cả, bằng nhựa luôn nha các bác, bằng nhựa luôn. Rồi em sẽ cắm vào máy tính xem nó có nhận không nữa cơ, sợ quá. Cắm vào xem nào, em không có từ nào để miêu tả cái này nữa các bạn, cũng không biết review nó như nào luôn. Các bạn, em đang cắm nó vào đây. Đấy, đây nó hiển thị cái đèn này rồi, đi cái đèn này rồi. Em từ vào em đánh cái văn bản xem một tí nào, xem nó có liệt cái nút nào không thôi. Trời là trời, bị lừa mất 350.000 rồi các bạn, đau quá. À đây, đánh này các bác.
Rồi. Thì đánh nó cũng được thôi các bạn, nó cũng ra chữ bình thường thôi, ra chữ bình thường, cảm giác nó cũng không lệch chút nào, tốc độ cũng nhanh. Nhưng bây giờ em tìm cái đèn led xem thế nào, cái đèn led nó đang nằm ở đâu, chả thấy led gì cả. Led gì đây, chả thấy cái bàn phím nó để em tắt hết đèn đi xem nào, chẳng hiểu nó như thế nào đây. Em tắt điện được các bạn. Tìm mãi thì không biết bật đèn chỗ nào. Ở đây hình như có cái nút này này. Đấy. À, thì cái đèn nền này ấy, nó chỉ là cái đèn đèn mấy màu có phần thôi, không phải RGB đâu. Tắt đi này, chẳng có cái nút để mà chọn được cái nhiều màu luôn ấy. Rồi, không có gì các bạn. Chán thật. Đùa đâu. Chán nó acid rồi. Không đỡ được. Không đỡ được các bạn. Thôi chịu rồi. Chung là chả có gì để mà test cái bàn phím này nữa cả. Thứ nhất là chất lượng. Để em bật lại điện. Em bật lại điện phát này. Cạn lời các bạn. Đây các bạn có thể thấy này. Đấy, chất lượng build của nó như thế nào này, cái chữ này nó dán vào cái này trông nó lởm kinh luôn này, ba vía này đó, nó như kiểu cái đồ chơi trẻ con đấy các bác, sợ thật. Cái này thì đây các bác đằng sau này, cái này thì không cần em phải tháo đâu nhé, vì nó quá lởm các bạn, không có gì để miêu tả sự lởm này nữa. Em cũng định tháo cái này ra để cho các bác xem nó lởm đến cỡ nào, nhưng mà em nghĩ là nó quá lởm rồi, em không cần phải tháo ra nữa. Thôi, trả lời các bạn, cái này không phải RGB nhé, nó chỉ là đèn led xanh đỏ tím vàng thôi, không có chuyển được đèn luôn đấy. Thôi rồi, chào các bác, em đi chết đây, đi chết đây. Chán lắm rồi.